Trưa ngày 27 tháng 3, Trung tá Kiều Mạnh Hùng, trưởng công an huyện Krông Park, Đắk Lắk cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam hai người liên quan đến vụ múc đất cao tốc đem bán cho người dân để thu lợi. Theo đó, ông Đoàn Hồng Chí, 49 tuổi, là kỹ sư thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng cầu đường Hoàng Nam, bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Còn ông Nguyễn Hồng Trường, 35 tuổi, trú xã Tân Tiến, huyện Krông Park, bị khởi tố tội đưa hối lộ. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột khởi công xây dựng từ tháng 6 năm 2023, đoạn qua địa bàn huyện Krông Park có 6 doanh nghiệp thi công. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng cầu đường Hoàng Nam, công ty Hoàng Nam phụ trách thi công đoạn từ km 95+200, xã Tân Tiến đến km 101+500, xã Iaeong. Theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình, trong quá trình thi công tuyến cao tốc trên, công ty Hoàng Nam phải bóc phần đất không thích hợp để đổ vào khu vực bãi thải. Sau đó, phần đất này được bàn giao lại cho địa phương để quản lý, sử dụng theo quy định. Ngoài đơn vị thi công, các tổ chức, cá nhân không được phép khai thác, chở đất ra ngoài khu vực. Tuy nhiên, cuối tháng 12 năm 2023, do thấy nhiều hộ dân có nhu cầu mua đất nên Trường nảy sinh ý định khai thác đất trên khu vực tuyến cao tốc mang đi bán. Sau đó, Trường tìm gặp và làm quen với Chí là kỹ sư phụ trách quản lý đào, đắp, vận chuyển đất, lưu lèn phần đường trong quá trình thi công tuyến cao tốc của công ty Hoàng Nam. Trường nói sẽ đưa tiền để Chí làm ngơ việc các đội xe của mình múc đất trên tuyến cao tốc mà công ty Hoàng Nam đang thi công. Kết quả điều tra, Trường đã đưa cho Chí 3 lần với số tiền tổng cộng 25 triệu đồng. Từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 2, Trường đã đưa nhiều máy múc, xe khai thác đất tại khu vực km 96+00 cao tốc Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột, tổng khối lượng hơn 670 mét khối rồi chở đi bán cho hai hộ dân ở xã Tân Tiến, Krông Park. Đến 0 giờ sáng 9 tháng 2, khi việc khai thác đất trái phép này đang diễn ra thì bị tổ công tác thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện Krông Park phát hiện, lập biên bản. Theo kết luận định giá tài sản, hơn 670 mét khối đất trên có giá trị vào thời điểm tháng 2 năm 2024 là hơn 33 triệu đồng.